睡觉，我要划着桨儿水中游，一片片柳絮飘飘过了天之角，你可曾看到红唇粉柔回来跟桃花聊一聊，一片片柳絮飘飘过了天之角，你可曾看到红唇粉柔快跟桃花聊一聊，啦啦啦啦啦过来，过来。你认识连一客？ngươi biết Liên Y Khách? Tại sao hắn lại giúp ngươi? Liên Y Khách cái gì? Ta không biết. Nha đầu, qua đây băng bó vết thương giúp ta. Ta không giết ngươi. Ngươi không có quan hệ gì với Liên Y Khách. Ta chỉ mong ngươi bị thương nặng, còn muốn ta giúp ngươi băng bó vết thương. Qua đây. Ta cam đoan trước khi ngươi chạy ra khỏi phòng có thể giết ngươi ngay tức khắc. Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn bồi tán với tiểu gia đây thì cứ la lên đi. Ta không la, ngươi đừng giết ta. Ngươi cũng coi như cứu mạng tiểu gia một lần. Ta không giết ngươi đâu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc thôi. Giúp ta băng bó vết thương, ta sẽ rời đi ngay, sẽ không liên lụy ngươi đâu. Xé ca giường ra, băng thẳng luôn. Được rồi. Ta đói bụng rồi. Có thứ gì ăn không? Bên ngoài có khoai lang. Ta đi lấy mấy củ cho ngươi. Đi nhanh về nhanh. Đừng học chở trò gì đó. Người đâu? Bắt trộm. Có trộm. Người đâu? Mau đến bắt trộm. Mau bắt trộm. Trộm ở đây. Mau bắt trộm. Trộm ở đây. Còn nhà đầu chợ đóng kịch nhà ngươi. Người đâu? Mau đến đây. Nhà đầu thối. Nhà đầu thối bán đứng tiểu gia. Mau sân sau. Người ở sân sau. Nhanh lên. Đằng này, đằng này. Các người tìm bên đó xem. Nhanh lên. Bên này cũng phái thêm người. Tìm kỹ vào cho ta.
không bắt được ta hỏi tội các ngươi. Người đâu? Tên trộm chưa lỗ chó chạy rồi. Tên trộm chưa lỗ chó chạy rồi. Tên trộm chưa qua lỗ chó chạy rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Tên trộm chưa lỗ chó chạy rồi. Mau qua đây, nhanh lên. Tên trộm chưa lỗ chó chạy rồi. Nhà đầu thối, ngươi chết chắc rồi. Chưa qua lỗ chó chạy rồi. Tiểu gia nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. Mau mau mau. Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Có thấy tên trộm đó không? Có, hắn chưa qua lỗ chó chạy rồi. Đuổi theo, chắc chắn chạy không xa. Ra ngoài sân trang tìm thật kỹ cho ta. Hắn ở đằng kia, đuổi theo. Lẽ nào ta lại đến trễ một bước? Hay cứ để tạm căn phòng nát đó chờ tin của Trần công tử. Kẻ truy sát ta chắc chắn không nghĩ đến ta sẽ trở về. Nơi đó chắc sẽ an toàn. Tiểu gia, xin lỗi, làm lỡ chuyện hệ trọng của ngài. Quả phúc luôn liền kề nhau. Cái chuyện tìm người này quan trọng ở cơ duyên, không phải vội trong chốc lát. Vết thương trên lưng huynh quá nặng, nhất định phải tìm đại phu chữa trị. Nơi này cách dược linh trang không xa, đợi huynh nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta sẽ tới đó cầu y sư. Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Lâm quản gia, ngài đến rồi. Sơn trang có trộm còn gì? Chiều đúng lúc ta nhìn thấy, theo đến đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó ta nghe thấy trong đó có tiếng người. Chúng chỉ ta đang định chạy phủ báo lại. Tên trộm đó có thể đang trốn trong này. Chào. Nhanh nhanh, cẩn thận đấy. Chị công tử đây là nhân sĩ phương nào? Tại sao lại đến Tây Châu? Tại hạ là người Kinh Thành, đến phủ Tây Châu có gì? Do dọc đường gặp phải gấu mù, xe ngựa bị quỷ, nên đành nghỉ ngơi tại đây. Cho hỏi các chị huynh đài, cớ sao lại bao vây chúng ta? Kẻ lén lút vào phủ hôm nay có hai người, một người bị chúng ta đã thương. Trùng hợp thế sao? Hắn bị gấu làm bị thương à? Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp thế? Nhất định chính là hắn. Cứ trói về trang trước, rồi tra hỏi kỹ càng sao? Chân, khoan đã. Ta thấy các ngươi ăn mặc không giống người của quan phủ. Các ngươi là ai mà dám bắt người bừa bãi chứ? Hôm nay có trộm xông vào Dược Linh Trang, bọn ta thân là hộ vệ, dĩ nhiên phải làm tròn chức trách. Dược Linh Trang, chi bằng thế này đi, lưng của thư đồng nhà ta bị thương, đúng lúc phải đưa hắn vào trong trang tìm y sư. Còn ta sẽ đi tìm tiểu cô nương nói ta là tặc nhân vừa rồi để hỏi cho rõ ràng, rồi sẽ vào trang thỉnh giáo. Xin lỗi nhé người bạn lạ mặt, nếu ta không làm vậy thì sẽ bị bắt về Dược Linh Trang làm tiểu thiếp của Lâm trang chủ.
dù sao ngươi cũng không phải là trộm thật, lại đúng lúc cần đến Triệu Linh Trang, đến lúc đó giải thích rõ ràng là được rồi. Bây giờ chắc là an toàn rồi. Thơm quá. Còn nữa không? Còn chứ. Ngươi cũng trốn giỏi thật đấy. Vừa rồi đi theo ngươi vào núi, bắt ta tìm lâu thật đấy. Sao ngươi không nói gì thế? Sợ rồi à? Đương nhiên rồi. Ngươi vào đây mà ta lại không hề phát hiện. Chắc chắn võ công của ngươi rất cao. Vì một cao thủ như vậy đi theo, ta có thể không sợ sao? Sao lúc chú hãm ta không thấy ngươi sợ thế? Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Hôm qua có một tên trộm xông vào Trực Linh Trang, thân hình, tuổi tác, trông cũng sắp xỉ ngươi. Ta đuổi theo cả đường. Khi đến căn nhà đó không thấy tên trộm, là chỉ thấy một mình ngươi. Trong lúc khẩn cấp nên mới hét lên. Ngươi đi bắt tặc mà phải mang theo đồ đạc à? Cuối cùng tên trộm đó cũng bị ta phát hiện. Ta gọi người đến bắt hắn. Hắn lại dám uy hiếp nói nhất định sẽ chạy Dược Đinh Trang lấy mạng ta. Chẳng lẽ ta còn ở đây đợi chết sao? Ta vẫn còn trẻ như thế này. Lỡ như hắn trở về bắt ta về làm, nay người của Trực Linh Trang đều nhận định ta là kẻ trộm, còn bắt tùy tùng của ta đi. Ngươi đi theo ta về làm chứng, ta sẽ cầu tình với Lâm Trang chủ. Ngươi có công bắt trộm, hắn lại hận tên trộm đó như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy, lưu lạc bên ngoài cũng không tốt. Không được, ta không thể về được. Lão phu nhân Trực Linh Trang có lòng tốt thu lưu ta, ta tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho Trực Linh Trang. Nếu ta đi thì tên trộm đó sẽ không ghi hận Trực Linh Trang. Thế nên ta nhất định phải đi. Ngươi tuyệt đối đừng đưa ta về. Mặc dù ta không đọc sách, nhưng cũng biết có ân tất báo. Ta tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho Trực Linh Trang được. Ngươi cười cái gì hả? Lâm Trang chủ rất lương thiện, tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi đâu. Ngươi tự về Trực Linh Trang giải thích rõ ràng thì hắn sẽ thả các ngươi thôi. Làm phiền ngươi nói lời từ biệt với Lâm Trang chủ thay ta. Nói là bất khí, không muốn làm liên lụy đến Trực Linh Trang. Cô ta kế thừa chi nguyện của cự thúc, đi gây dựng lại môn phong của Qua Thị rồi. Môn phong của Qua Thị? Cự thúc ngươi làm gì thế? Ăn mày. Đi xin cơm đấy. Nhìn thấy cái đó chưa? Cự thúc của ta dùng nó xin cơm cả đời đấy. Ngươi đừng có chê. Mặc dù cái bát này là bát xin cơm, nhưng cụ thúc ta xem nó như bảo bối. Mỗi ngày lau ba lần đấy. Ngươi trở về cùng ta, ta sẽ tặng ngươi một cái bát vàng. Ngươi cầm cái bát vàng đó đi kế thừa chi nguyện của cụ thúc ngươi, chắc chắn sẽ rất phong quan. Bát vàng? Thế ta còn đi ăn mày làm gì? Bán nó đi là ta có thể ăn cả đời rồi. Nếu cựu thuốc chứa hoàn toàn biết được, chắc chắn cũng sẽ chinh dự gì ta. Đa tạ. Xưng hô với công tử thế nào? Mạc. Mạc Trong đừng bắt nạt người khác. Ta là người của Mạc gia ở Kinh Thành. Mạc gia ở Kinh Thành. Hắn cũng là người Kinh Thành. Đa tạ Mạc công tử. Ta nhất định trở về giúp công tử làm chứng. Có điều công tử bất khí thật sự không muốn làm liên lụy đến Trực Linh Trang. Hay là ngài bảo lão cha bán ta làm nha đầu cho ngài đi. Ngài đừng có chê, cái gì ta cũng làm được. Ta có rất nhiều hạ nhân, không thiếu một người như ngươi. Thế ta không về đó nữa, ngươi sẽ bị hiểu lầm. Chuyện này cho ngươi quyết định sao? Giờ ngươi trở về cùng ta. Trời lại có mưa nữa. Đợi mưa tạnh rồi đi đi. Cho một chút đi, thương xót ta đi. Kẹo hồ lô đây. Công tử cho chút đi. Đây cầm lấy. Cầu xin đó. Cảm ơn. Được rồi được rồi. Công tử, công tử, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có thấy qua bất khí không? Cho chút đi. Đây cho ngươi. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn công tử.
Pháp sư. A Thạch, chúng ta chia nhau ra tìm. Ngô qua bên đó. Được. Cho chút tiền đi, phát từ bi đi. Đại tiểu thư, hai người các ngươi tiếp tục tìm đi. Khó khăn lắm mới trốn ra được, lại phải trở về. Trở về phải đối mặt với Lâm trang chủ thế nào đây? Không được, mình còn phải đến quán trọ tìm cái tên Trần công tử kia. Bên ngoài mưa to, trời lạnh. Ta ra ngoài xem trời, xem bao giờ mưa mới tạnh. Ta bắt được ngươi một lần thì cũng có thể bắt được ngươi lần thứ hai. Ngươi nên ngoan ngoãn thì tốt hơn, đỡ phải ra ngoài ướt mưa lại lạnh. Thơm quá. Công tử, lúc trước khi ta còn làm ăn mày, thường xuyên phải ôm đùi của người ta. Trên người nam nhân thông thường là mùi hôi, rất ít người thơm như công tử. Quả thực là còn thơm hơn cả nữ nhân nữa. Nha đầu thối, phát hiện ngươi muốn trốn, nên bây giờ ngươi đang chồng cho mắng ta là nữ nhân. Ngươi có biết những người nói ta như thế sẽ gặp kết cục gì không? Ta sẽ dặn dò hạ nhân cắt lưỡi của hắn đi, làm mồi nhắm rượu. Thế thì là do công tử nghĩ nhiều rồi. Trước giờ ta chưa từng nói công tử là nữ tử cả. Những người giống như công tử không phải nam cũng không phải nữ, là hồ tiên hạ phàm. Ngươi lại mắng ta là bất nam bất nữ đúng không? Ta nói thật đấy. Ngươi muốn đẹp trai có đẹp trai, lại còn lương thiện tốt bụng, xung động trời đất như công tử đây, thì tất nhiên là thần tiên hạ phàm rồi. Hơn nữa, ta nghe thuyết thư nói là thần tiên hầu như không có giới tính, tất cả thần tiên toàn là người tốt. Công tử biết bất khí là một con ăn mày, đã lập tức tặng một cái bát vàng cho ta ngay. Đây không phải thần tiên thì là gì? Sao mà ta dám lừa dối thần tiên ca ca chứ? Còn dẻo miệng, là ta cắt lưỡi cô đấy. A Thạch, thiếu gia, tìm được chưa? Đã tìm khắp thành rồi, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu hết. Không ở Trượt Linh Trang, người đang truy sát cô ấy vẫn còn ở cổng thành. Cô ấy rất khó ra ngoài. Có thể đi đâu được chứ? Thiếu gia, người nói xem liệu cô ta có tới khách điếm tìm chúng ta không? Thế này đi, ta tới khách điếm trước, ngươi đi chặn lại các thị trẻ để bọn họ giúp toàn lực tìm kiếm. Thiếu gia, sao người lại đột nhiên quan tâm tới người con gái riêng này vậy? Ta quan tâm tới nhỏ ăn mày kia mà. Sao người nói nhiều thế? Đợi sau khi tìm được, đưa quế tới kinh thành trước. Những cái khác ta mặc kệ. Còn không đi đi. Chân. Trang chủ, bọn họ chính là người mà các ngươi bắt được sao? Lão gia, chị này tự xưng là thiếu gia của Mạc gia Kinh Thành, là người đã đưa tiểu thư về. Tiểu thư cũng nói là chúng ta bắt nhầm người, nhưng đêm hôm qua chỉ có hai bọn họ là đáng nghi nhất. Tiểu nhân không dám tự làm chủ, cho nên mới mời lão gia tới tra hỏi. Vậy tiểu thư đâu? Hồi bẩm lão gia, tiểu thư đã về phòng tắm rồi, đợi lát nữa sẽ qua. Tiểu thư tới rồi. Lão gia, là ta không tốt, cho ta nhất thời lo lắng, thấy bóng người của Mạc công tử trong nhà cũ bên cạnh giống với tên cướp đó, nên mới bảo với quản gia đó là cướp. Mạc công tử không phải cướp đâu, là người tốt đó. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Tên cướp đó giết A Quàng, lại từng nghỉ ngơi ở hậu diện, có biến thành tro ta cũng nhận ra, chắc chắn không sai đâu. Cha, đại tiểu thư tới. Ngươi đợi ở đây đừng ra ngoài.
Ta nghe thủ hạ của ta nói các người đã bắt được Liên Y Khách rồi. Là tên hạ nhân nào dám tung tin đồn nhảm? Rút lưỡi hắn cho ta. Chân. Mong đại tiểu thư tha thứ. Tối qua bọn họ đã để mất dấu rồi. Lúc đuổi tới căn nhà nát thấy bóng người giống Liên Y Khách nên mới bắt về. Nhưng lại nhầm. Vậy các người bắt được ai vậy? Giờ đang tính thẩm vấn đây. Nhưng đã chắc chắn rằng đó không phải là Liên Y Khách. Chắc chắn như vậy sao? Liên Y Khách rất gian xảo. Đừng có để hắn lừa. Ta đã giao đấu với hắn 2 lần. Thân hình của hắn ta rất hiểu rõ. Để ta thẩm vấn giúp ông. Kiếm Thanh, trong quà có phúc. Lần này ngươi bị thương đúng là đã giúp chúng ta rồi. Tốt quá. Lão gia, còn đứng đó làm gì? Còn không mau dìu lão gia lên. Đại tiểu thư, sao thế? Cô bảo ta điều tra nơi ở của nhỏ ăn mày đó. Ta đã điều tra ra rồi, viết hết ở thư phòng đó. Cô có muốn đi xem thử không? Chuyện đó để nói sau, gặp người quan trọng hơn. Đi theo ta. Đi đâu cơ? Cô ta phải đi cùng ta. Ngươi là ai? Bỏ tay ra. Mùi mùi nhà ta đâu dễ gì để ngươi hạ hiếp. Mùi mùi, ta chỉ biết cô ta từng là ăn mày. Trở thành mùi mùi ngươi từ bao giờ thế? Không liên quan tới ngươi, bỏ tay ra. Đau, đau quá đi. Các người làm gì thế hả? Mau đi cứu thiếu gia. Dạ. Mạc Nhược Phi, sao hắn lại ở đây? Đại tiểu thư, cô quen hắn sao? Người chúng ta bắt được hôm nay là hắn đó. Vậy thì các ngươi bắt nhầm thật rồi. Hắn không phải Liên Y Khách sao? Lão gia, tiểu thư, hắn là Mạc Nhược Phi, thiếu gia của Mạc Phủ Kinh Thành, một trong tứ đại gia tộc. Thân hình của hắn và Liên Y Khách không giống nhau. Không thể là Liên Y Khách được. Ngược lại, giờ hắn xuất hiện ở Tây Châu Phủ, chắc chắn là tới tìm người. Vừa rồi ông nói đã tìm được nơi mà nhỏ ăn mày kia thường xuất hiện đúng không? Đúng, đúng. Đại tiểu thư, hai người ở lại theo dõi Mạc Nhược Phi cho ta. Vâng. Sư phụ và Mạc gia đang tranh giành quyền lưu thông quan ngân. Nếu chúng ta có thể giết được hắn, cũng coi như lập được công lớn. Ngươi đi theo ta tiếp tục tìm Liên Y Khách và nhỏ ăn mày đó. Đại tiểu thư, Dược Linh Trang đã bắt được Mạc Dược Phi rồi. Tại sao không giết hắn bây giờ luôn? Dược Linh Trang vẫn còn tác dụng với Minh Nguyệt Sơn Trang chúng ta. Nếu giờ hắn chết ở đây thì Dược Linh Trang khó mà thoát khỏi liên can. Nếu muốn ra tay giết Mạc Dược Phi thì phải đợi hắn ra khỏi Dược Linh Trang rồi tính. Thủ hạ đã hiểu. Cha, không thấy bất khí đâu. Sao lại thế? Lúc nãy khi con với Mạc Nhược Phi đánh nhau, nó đã trốn mất rồi. Mau tìm tiểu thư về đây. Dạ, đi thôi. Lâm trang chủ, người vừa tới cùng ta là tiểu thư trong phủ à? Đúng. Nhưng nàng ta lại bảo tại hạ rằng nàng ta từng là ăn mày. Trước đó không lâu mới tới Dược Linh Trang làm nha hoàn. Sao tự nhiên lại biến thành tiểu thư vậy? Đây là chuyện riêng của Dược Linh Trang ta, không tiện nói với người ngoài. Mong Mạc công tử thứ lỗi.
là mặt mổ đường đột. Nếu đã là chuyện riêng thì tại hạ cũng không hỏi nhiều nữa. Đợi vết thương của Kiếm Thanh khỏi thì chúng ta sẽ đi ngay. Trước đó xin làm phiền vài ngày vậy. Là cho hạ nhân sai sót. Ta thân là trang chủ, thật lấy làm hổ thẹn. Mà công tử không cần khách khí. Quản gia, lão gia, chăm sóc mặt công tử cho tốt. Nếu có sai sót gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi. Dân, mau chóng sửa lại cửa đi. Lão gia bớt giận, nô tài đi làm ngay đây. Đi xem đại thiếu gia có tìm được qua bất khí không. Nếu như không tìm được thì phái thêm người. Nhất định phải tìm được cô ta. Chân lão gia. Cha, tìm thấy người rồi. Có ai không? Ta muốn đi nhà xí. Chẳng không có người phải không? Vậy thì ta đi vào trong phòng đấy nhé. Ta đi thật đấy. Lâm lão cha. Chuyện Linh Trang đối với cô không tốt sao? Tại sao cô lại muốn chạy trốn? Lão gia, ngài đừng hiểu nhầm. Lão phu nhân thu nạp bất khí. Bất khí vô cùng cảm kích. Người ở Dược Linh Trang cũng đối với bất khí rất tốt. Chỉ là bất khí nghe thấy tên trộm đó muốn quay lại báo thù. Bất khí sợ liên lụy đến mọi người nên mới. Quá xa là thế. Cô yên tâm đi. Nếu có ai còn tìm đến đây thì ta sẽ đánh cẩy chân hắn. Cảm ơn lão gia. Nhưng bất khí xuất thân nghèo khó, cũng không xinh đẹp lắm. Thật sự không đáng để lão cha thích đến như vậy. Ngài không cần làm nhiều chuyện như thế vì bất khí nữa. Ngài cứ để bất khí rời khỏi Dược Linh Trang đi. Thích. Ta không giấu cô nữa. Để tránh cô nghĩ ngợi lung tung. Theo lời người của Thất Dương gia cầm theo chân chung đến tìm con gái thất lạc của ngài ấy, cô có 7-8 phần giống với người trong tranh. Rất có thể cô là con gái của Thất Dương gia. Cô ở yên trong phủ. Sau khi làm rõ mọi chuyện, ta sẽ đưa cô đến phủ của Thất Dương gia. Ta có thể là con gái của Thất Dương gia. Lão cha, ngài nhất định nhận nhầm rồi. Ta từ nhỏ đã đi ăn xin cùng cửu thúc. Ta là ăn mày. Cô chấm đến 7-8 phần với bức chân chung đó. Có nhầm hay không chỉ có Thất Dương gia mới biết được. Vậy nếu Thất Dương gia thấy ta không phải thì sao? Thế ta sẽ bị chém đầu hay sao? Thất Dương gia không phải người không nói đạo lý, không chém đầu đâu. Nếu không phải thì cô quay lại Dược Linh Trang làm Ngũ tiểu thư là được. Sẽ không bị chém đầu đâu. Cô yên tâm. Nhất định đừng chạy lung tung nữa. Dân. Nhưng mà lão gia. Cựu thúc, có khi nào ta thực sự là con gái Thất Dương gia đó không? Lẽ nào cựu thúc là người trong hoàng cung? Có khi nào như trong quyển sách đó nói, cựu thúc thật ra là hoàng tử, chống chỉ phải kế thừa vương vị nhưng bị người khác truy sát, tranh quyền đoạt vị? Cựu thúc vì muốn bảo vệ đứa trẻ mồ côi nên giả chờ ta là con của thúc ấy. Cựu thúc, sao ta thấy chuyện này càng ngày càng lớn thế? Thân phận của cô ấy càng ít người biết càng tốt. Nếu như có người hỏi đến, cô ấy là nghĩa nữ mà ta mới nhận, bảo đơn xa chạy cô ấy lễ nghĩa, tránh đến lúc cô ấy gặp Thất Dương gia lại mạo phạm Thất Dương gia. Dân. Cái gì? Cha nhận cô ăn mày kia làm nghĩa nữ, còn bảo muội đi dạy cô ta lễ nghĩa. Không được, chuyện này không thể được. Mùi không muốn ngửi thấy mùi hôi của chó trên người cô ta. Nếu không mùi sẽ ngất mất. Tiểu muội, cha làm như thế nhất định có lý do của cha. Lý do gì cũng không được. Mùi không muốn ở trong cùng một nơi với cô ta. Tiểu muội, cô ta rất có thể là con gái của Thất Dương gia. Cựu thúc, không bằng ta ở lại Dược Linh Trang trước. Dù gì bọn họ cũng phải đưa ta đến kinh thành, tìm Thất Dương gia gì đó. Đến lúc đó ta tự nghĩ cách đi tìm Trúc tiên sinh không phải là được sao? Bất khí. Tứ tiểu thư, chào tứ tiểu thư. Cha nhận muội làm nghĩa nữ rồi, còn không mau gọi tỷ tỷ. Nào, đến đây ngồi đi. Đến đây.
Bất khí không dám. Lão phu nhân và lão cha không chê bai. Tốt nhất bất khí như thế, bất khí đã rất mãn nguyện. Sao dám ngồi ngang hàng với tiểu thư chứ? Những lời như thế sau này không được nhắc đến nữa đấy. Nào, tỷ đưa muội đi trang điểm. Tay áo 45. Chai 35. Váy dài. Khổng Tử nói, khi ăn không được nói chuyện. Nữ tử ăn cơm phải giống như đang đếm số. Bất khí. Nếu như ăn cơm phát ra tiếng thì sẽ bị người khác cười chê đấy. Đứa của muội đưa xa quá rồi. Đại gia khuê nữ làm gì có thể nhổn lên cấp đồ ăn chứ. Ngồi xuống. Muội muốn ăn đùi gà cũng không cắn xé kiểu như thế. Sao muội có thể bưng cả bát lên uống như thế chứ. Bỏ xuống. Đừng có lấy tay áo lau miệng. Quần áo vừa mới may xong. Nếu muội không học được thì không được ăn cơm. Tỷ tỷ, tỷ đừng giận. Tỷ chạy bất khí. Bất khí nhớ hết rồi. Ăn như thế này phải không? Tỷ tỷ, bất khí làm sai sao? Bất khí thông minh quá. Muội cũng chỉ có thể giả chờ một lúc thôi. Sau này muội ăn sơn hào hải vị ngán rồi, ác sẽ không còn chịu nhìn thấy mấy đồ ăn này. Là hận không thể liếm sạch hết cả đĩa. Đương nhiên, làm chỉ có khuê nữ nhà nào nhìn thấy thịt giống như là chó xông vào đồ ăn thế chứ. Bất khí chắc là chưa từng được ăn một bữa có nhiều đồ ăn ngon thế này đúng không? Cái gì mà chưa từng ăn? Ta chúng là chưa từng được nhìn thấy. Tỷ tỷ đúng là có mắt nhìn. Nghe tiểu nữ nói, gần đây điện hạ sự vụ bận rộn, không có tâm trí chơi chơi. Lâm mổ đặc biệt đến thăm điện hạ. Nếu như có chuyện gì, xin cứ nói ra. Lâm trang chủ tìm bản công tử có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Không giấu gì điện hạ, cả Tây Châu đều đang truyền tin. Nói Chương gia phái người tìm kiếm con gái thất lạc lâu năm. Điện hạ hiếu thuận như thế, nhất định cũng đang tìm kiếm đúng không? Nếu như cần sự giúp đỡ của Dược Linh Trang. Bản thế tử đương nhiên phải tìm. Tìm ra rồi, băm nghiệt chủng này thành trăm mảnh mới có thể giải được nỗi hận trong lòng ta. Điện hạ bớt giận, tiểu dân nhiều lời. Ngươi về đi. Sau này đừng có nhắc đến chuyện này trước mặt ta. Nghe rõ chưa? Thảo Chân đã rõ. Thảo Chân cáo lui. Công tử, giờ là lúc nào rồi mà công tử còn bình thản như vậy? Dược Linh Trang đã tìm thấy con gái của Thất Dương gia trước, lại trở thành tiểu thư của Dược Linh Trang. Nếu như bọn họ đưa người đến phụ Thất Dương gia thì chuyến này chúng ta đi là công cốc rồi. Châu Phòng, không phải ai cũng đưa người đến Thất Dương gia. Người là bọn họ tìm thấy, nhưng đưa đi thì là chúng ta đưa đi. Kiếm Thanh, ngươi đến tìm Lâm Trang chủ, nói với ông ta để cảm tạ ông ấy đã trị thương cho ngươi. Ta mời ông ấy đến Nhật Nguyệt Lầu. Đi đi. Dạ. Đây đều là những món ăn đặc sản của Dược Linh Trấn mà công tử đường xa đến đây. Mời thưởng thức. Vậy thì không được lịch sự lắm. Chốn nói là tôi mời, lại khiến Lâm Trang chủ tốn sức. Mà công tử là khách đường xa đến đây, sao lại để công tử mời được? Công tử không cần nói nhiều. Vậy hay là cảm tạ Lâm Trang chủ trước.
Hôm nào Lâm Trang chủ đến kinh thành, vẫn mong để tại hạ được trả lễ. Chúng ta gặp gỡ đã là duyên phận. Ở phủ Tây Châu, Mặc công tử có chỗ nào thấy khó xử cứ nói. Dược Linh Trang ở Tây Châu cũng có chút quan hệ với ta, thực không dám giấu. Thực ra đúng là giờ có việc khó. Việc gì? Mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Các ngươi lui xuống đi. Lâm Trang chủ, Dược Phi lần này đến Tây Châu có hai việc cần làm. Thứ nhất là quan sát sản nghiệp của Mạc gia chúng ta. Thứ hai cũng là mục đích chính của ta đến đây, chính là tìm người giúp Thất Dương gia. Chàng người đó có quan hệ gì với Thất Dương gia? Đó là mối tình hơn 10 năm trước của Thất Dương gia. Người tại hạ tìm chính là con gái thất lạc của Dương gia. Nhưng Thất Dương gia chỉ đưa cho ta một bức tranh. Ngài nói thiên hạ rộng lớn như vậy, ta muốn tìm một người, không phải là mò kim đáy bể sao? Công tử yên tâm, đệ tử của ta đi khắp nơi hái thuốc, chỉ cần ta nói một câu, bảo bọn họ chú ý. Mặc công tử cứ cho tại hạ nói thẳng, thiên hạ này người giống nhau rất nhiều, chỉ dựa vào một bức tranh, nếu là tìm nhầm người thì nên làm thế nào mới là tốt? Tại hạ lúc 5 tuổi đã từng gặp qua chị phu nhân này. Nếu ta có thể gặp được con gái của bà, chắc chắn không thể nhận nhầm. Thì ra là vậy. Lâm Trang chủ, Dược Phi trước khi lên đường, Thất Dương gia đặc biệt dặn dò bảo ta điều tra cẩn thận, đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Ngài nói xem, dòng máu hoàng thất này nếu có sai sót thì là phạm trọng tội. Làm bạn với vua như đùa với hổ, việc của hoàng thất không thể làm cho xong. Vậy thì Dược Phi phải cảm ơn Lâm Trang chủ rồi. Hà tất khách khí. Cha, lỡ như chúng ta đoán sai thì phải làm sao? Sau này để Thất Dương gia trách tội, tiểu nhân không từ thủ đoạn, vậy không phải là mất mặt sao? Ta thấy Mặc Nhược Phi là phô trương thanh thế. Mặc dù ai cũng biết Thất Dương gia tìm con gái riêng, nhưng Thất Dương gia không bảo ai khác tìm. Mặc Nhược Phi nhận ra qua bất khí nên cố tình nói cho chúng ta biết. Hôm đó lúc Liễu Thanh Chu ở đây, con phải đưa qua bất khí đi. Mặc công tử từng nói qua bất khí phải đi cùng. Minh Nguyệt Sơn Trang luôn tìm qua bất khí. Ta chúng chỉ lén đưa nha đầu này đến chỗ Thế Tử, giao cho Thất Dương gia. Nhưng không ngờ Thế Tử không niệm tình huynh muội, ngược lại là ghét đứa con gái riêng này. Chúng ta muốn được lòng Thất Dương gia, đắc tội với Thế Tử, chuyện này không cần bàn nữa. Hiện giờ qua bất khí này như là cầm khoai lang nóng trên tay, chữ không được mà bỏ không xong. Báo với Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không được. Cho nên ta mới muốn giao qua bất khí cho Mạc Nhược Phi, cũng để Mạc Nhược Phi dễ bề ăn nói. Nếu như qua bất khí có thể an toàn vào được Dương phủ, thì chúng ta có thể chủ động nói chuyện đó ra, dựa vào thế lực của Thất Dương gia. Nếu như không được, Thế Tử trách tội xuống thì cũng cho Mạc Nhược Phi chịu. Cha đa mưu túc trí, hài nhi bội phục. Nào, cha đặc biệt sai người ở đây là một bồn nước ấm, tắm nước ấm rất tốt cho cha. Bên trong ta còn ngâm thảo dược, không chỉ có thể ngăn ngừa được cháy sận, còn có tác dụng bồi bổ thân thể. Lát nữa mình tắm kỹ chút, ta cũng bảo người chuẩn bị sẵn y phục rồi. Cảm ơn tỷ tỷ. Phương Qua, người ở lại hầu hạ ngũ tiểu thư cho tốt, biết chưa? Rõ.
Được rồi, ta không quen người khác hầu hạ. Cô đi ra bên ngoài đợi đi. Tiểu thư, ta muốn tắm rửa thoải mái, lại bị người đứng bên cạnh giám sát, hình như không được hay lắm. Loại bỏ cháy sận, chê ta bẩn chứ gì. Ta không chê cái thùng này thì thôi. Nhìn xem, đây đều là do tiểu thư đích thân chuẩn bị cho người. Nào, ta còn chuẩn bị cho mùi một bàn trang điểm mới, thích không? Tỷ tỷ chắc giả rồi. Lâm gia đối với Bất Khí ân trọng như núi, lại cho Bất Khí phòng tốt như vậy, bên trong lại đẹp như vậy, lại cho tỷ tỷ đích thân chuẩn bị, Bất Khí không thể không hài lòng. Nghe mùi nói kìa, đều là người một nhà, đừng nói như người xa lạ như vậy. Phương Hoa luôn bên cạnh ta làm nha hoàn, đối với tụi anh chị này rất hiểu rõ, có chuyện gì cứ hỏi cô ấy. Vâng. Mạnh Tử nói, trưởng chi khí, cư chi thể. Cha căn dặn mùi mùi nhất định phải cho ra giá, tiểu thư đại cát mới đúng. Nay muộn rồi, ngày mai tỷ tỷ sẽ nói rõ hơn cho mùi. Tỷ tỷ chắc giả rồi. Hồng Nhi, Lục Nhi, hai người ở đây hầu hạ ngũ tiểu thư cho tốt. Rõ, ta không làm phiền mùi nữa. Xin